sẽ học phần chốt sale. Ok rồi, có cái này chúng ta nhớ dùng thành cái như này này, anh chị có thể ghi như này: chốt sale đúng ra chỉ là khâu thủ tục thôi, được không ạ? Nó rất là quan trọng, nó là cái mắt xích cuối cùng trong cái quy trình bán hàng đó. Cái khâu chăm sóc và khâu khai thác mở rộng thêm á, nó chỉ là mở rộng thêm thôi, được không ạ? Nhưng nếu mà mình chưa xử lý được vấn đề và mình cứ chốt, bây giờ tôi nói cả nhà một câu ha, nếu bây giờ cả nhà vẫn đang băn khoăn, cả nhà vẫn đang thắc mắc về giá, cả nhà vẫn đang thắc mắc về về hậu mãi gì đó mà cái người bán hàng đó, cái người sale đó, cái người tư vấn đó không làm cho chúng ta thoải mái, người đó có giảm giá chúng ta cũng có mua không, người đó có giảm giá chúng ta cũng có mua không? Tôi chưa làm cho anh Trung hiểu hết vấn đề, được không ạ? Anh Trung học đi, em tặng cái này, em hỗ trợ cái kia, anh Trung có không thích? Cả nhà có đồng ý với thằng điều này không? Đúng không ạ? Vậy khi nào thì mình chốt? Đúng không ạ? Anh chị nhớ khi nào thì mình chốt? Cả nhà nhớ dùng thẳng đây này, phải xác định được thời điểm chốt. Chú ý dùng thẳng đây này, khi hai bên đã đạt được thỏa thuận thì lúc ấy là chốt. Có nghĩa là gì? Khi hai bên đã đạt được thỏa thuận thì lúc ấy là chốt. Rồi, khi mà tôi làm việc với một người A, đúng không ạ? Tôi đã giải quyết tất cả từ A đến Z rồi, đúng không ạ? Người A mà tôi cảm thấy cũng không còn gì thắc mắc rồi, thì bắt đầu tôi đưa ra lời đề nghị. Vậy anh, bây giờ cả nhà ghi cho thành câu hỏi này nha, cả nhà ghi cho thành câu nói này này, cả nhà ghi dùm tôi câu nói này này, nhớ nha, cả nhà ghi tôi dùm câu nói này nha. Tất cả các cuộc tư vấn, tất cả các cuộc chia sẻ, tất cả các cuộc bán hàng, tất cả các cuộc nói chuyện, tất cả các cuộc gặp gỡ, tất cả các cuộc trao đổi cuối cùng đều phải có mục tiêu. Cả nhà nhớ hai từ mục tiêu, và mục tiêu đó chính là phải chốt lại được vấn đề. Được, ví dụ tôi lên Hà Nội tôi gặp anh Trung đi. Được, nói chuyện anh em cà phê chém gió lung tung, nhưng mà cuối cùng chốt lại mục tiêu tuần này anh Trung là gì? Được không ạ? Kế hoạch anh Trung tiếp theo ra sao? Hệ thống anh Trung như thế nào? Cần em xử lý thế nào? Được không ạ? Vậy có rất là nhiều cái cuộc bán hàng của chúng ta, rất là nhiều những cái vấn đề chúng ta gặp tuyến dưới, rất là nhiều người gặp khách hàng mà chúng ta không đưa ra lời đề nghị, không đưa ra thỏa thuận, không đưa ra lời chốt, và cuối cùng chúng ta không ra vấn đề. Được chưa nhỉ? Vậy khi hai bên đã cảm giác không còn thắc mắc nữa rồi thì bắt đầu mình đưa ra câu trả lời: anh ơi, vậy trong quá trình em tư vấn vậy, còn cái điều gì khiến anh chưa thỏa mãn không? Anh ok rồi em, đúng không? Anh ok rồi. Vậy anh có thể ký hợp đồng ngày hôm nay không? Đúng không ạ? Vậy anh có quyết định là lấy cái máy lọc nước ưu kiểm này không? Đó. Vậy bây giờ anh có thể lấy được máy? Vậy bây giờ anh có thể là lấy 2 hay 3 sản phẩm này nhé. Được chưa? Cái kinh nghiệm của Thành nha, vừa rồi Thành nói vậy thôi, nhưng chúng ta chú ý dùng Thành cái như này. Chúng ta không lên đưa ra từ không hay có. Cả nhà ghi dùng Thành cái nha. Khi mà chốt thì không lên đưa ra. Đầu tiên, không lên đưa ra một offer, có là không lên đưa ra một vấn đề, không đưa ra một mục tiêu là một. Thứ hai, không lên nói không hay có. Vậy anh mua cái máy lọc nước này nhé, là không được rồi. Được chưa cả nhà? Cả nhà phải đưa ra câu hỏi mở. Vậy anh ơi, anh nên người ta hỏi một câu rất là hay nhé. Thành vào quán phở đó, cái người tư vấn bán phở như này là có kỹ năng này này. Anh ơi, anh ăn thịt bò đúng không ạ? Anh ăn phở bò. Anh ăn thêm một quả trứng hay hai quả trứng? Có là anh ăn thêm một. Thành vào Sài Gòn thì người ta hỏi này, anh ăn thêm hột vịt nộn, người ta không nói nè, anh ơi anh có ăn hột vịt nộn không? Nếu nói không là Thành nói không ngay. Anh ơi anh gọi tô phở bò, anh ăn thêm một hột vịt nộn hay hai hột vịt lộn? Đó, thì mình phải lựa chọn. Khi người ta đưa ra lựa chọn offer thì mình phải đưa ra, thôi anh ăn một hột vịt nộn. Cả nhà hiểu ý này, cả nhà nhấn chưa ok. Nên khi tư vấn, giống như bước trước ta hẹn người ta đó, mình đừng có hỏi họ là: anh ơi, anh có rảnh không?
Thứ bảy chủ nhật anh rảnh ngày nào? Anh rảnh chủ nhật. Chủ nhật anh rảnh sáng hay chiều? Sáng hay chiều, như vậy thì anh rảnh giờ nào? Được chưa? Vậy anh ơi, máy lọc nước ion kiềm này là anh định trả góp hay trả thắng? Được không ạ? Anh định lấy một, anh định lấy, anh định đặt cái liệu trình này 5 buổi hay 10 buổi? Ok chưa? Anh định đăng ký một máy đã thông hay hai máy đã thông? Anh định hoàn thành 2 triệu hay 10 triệu? Cô định lấy hai sản phẩm để hỗ trợ xương khớp hay là 5 sản phẩm hả cô? Cả nhà hiểu điều này không? Cả nhà hiểu ý này rồi chứ? Chưa, ok quá nào. Khi hai người đã thoải mái rồi thì buộc mình phải đưa ra lời đề nghị. Còn nếu người ta còn thắc mắc thì đầu mình trao đổi. Được rồi nha. Nha. Rồi, có một kinh nghiệm, có một kinh nghiệm như sau. Bao nhiêu anh chị ở đây tư vấn xử lý vấn đề thoải mái nhưng đến khi chốt về giá mình rất ngại. Nhưng chứ tôi được không? Tôi cũng là người mất một năm đầu tiên bán hàng rất ngại nói về giá. Ở đây không có anh Trịnh hả? Anh Trịnh luôn nói với Thành là sếp ơi. Trịnh làm trị liệu nhưng mà sếp sếp chốt họ Thành sếp nói về giá với nha. Hoặc là tôi chỉ để cho bảo trợ tôi nói về giá thôi chứ tôi không dám nói về giá, tôi ngại lắm. Có anh chị nào ngại điều này không? Rồi, Xuân này, chị Hảo này, cô Khôi này, chị Quyên này, Phương Đông này, Kim Nọ này. Rồi, những người ngại về giá nằm trong cái phân khúc giống Thành hồi trước, chị Kim Anh này này. Anh chị chưa là người bán hàng chuyên nghiệp là một. Hai, anh chị đang nghĩ mình lừa khách hàng là hai. Hoặc anh chị đang nghĩ cái sản phẩm dịch vụ của mình á nó không xứng đáng với số tiền, đâm ra mình rất ngại nói về giá. Đúng hay sai? Ngại lắm, mình nói ra thì sợ người ta nói ngày kia rồi người ta nghĩ mình sẽ bán hàng, người ta nghĩ thế này thế kia. Đúng không? Ngại lắm, tôi chứ tôi cũng ngại lắm. Nhưng bây giờ tôi nói với cả nhà một câu như sau này này. Nên là khi tôi tư vấn xong, tôi giải quyết vấn đề xong ấy nha, tôi hay hỏi ấy. Cả nhà trước là có nhớ tôi hỏi câu hỏi gì không ạ? Nếu mà tôi tư vấn sức khỏe ngày mai, tôi đo khách hàng xong, tôi tư vấn xong nha, thì tôi hay hỏi cả nhà có thể ghi câu này này. Cô ơi, câu hỏi đầu tiên là trước Thành nhắc chúng ta là đúng không? Câu đầu tiên này, cô ơi. Cô muốn quan tâm hoặc là cô muốn cháu xử lý cho cô vấn đề nào? Thì người ta sẽ đưa ra hai vấn đề. Một là cô muốn xử lý vấn đề này, cô muốn xử lý đầu trước thôi. Hai là thì theo Thành là chuyên gia thì cô cũng không có biết đâu, thì theo cháu để xử lý cái này, cái vấn đề nào. Đó là việc của Thành hỏi để đưa ra cái nhu cầu thực sự sau để Thành chốt. Và câu thứ hai Thành hỏi họ như này này. Cô sẵn sàng với cái tài chính của cô thì cô có thể bỏ ra mấy triệu. Còn cái sản phẩm của cô dao động trong vòng từ 2 đến 3 triệu rưỡi một tháng. Cô có thể đưa ra cho cháu biết được cái tài chính của cô để cho biết cho tư vấn được hay không. Có anh hỏi câu hỏi số 2 nha. Có anh chị nào ở đây tư vấn đá đời xong, chốt đá đời xong, đến khi nói về giá thì người ta từ chối không? Người ta bổ đắt thế, người ta bổ cao thế, người ta bổ thế này thế kia không? Ai đã gặp trường hợp này rồi? Ai đã gặp trường hợp này rồi? Thành người trước cũng có vậy á. Cho vào túi sản phẩm rồi vì mình ngại. Vì mình ngại nói về giá. Vì mình ngại sản phẩm mình đắt quá, nói 2-3 triệu cũng không. Anh chị không biết đâu, mấy anh chị bán lọc máu, mấy anh chị bán công ty nhị phân, mấy chị bán gói chốt đó. 10 triệu với 50 triệu một đơn hàng. Cô, chị Quyên, nhiều luôn, Xuân nhiều luôn. Vì anh chị không thẳng thắn về giá. Bây giờ tôi hỏi cả nhà có thích cái người này không nha? Ví dụ tôi đi sửa con xe Grandi của tôi đây, chưa nói ô tô đi. Ô tô nó sẽ rõ ràng về giá nhé. Khi mà tôi đi sửa con xe này nhá, con xe máy đi. Anh ơi, em cứ thay xăm thay lốp cho anh nhá. Được không ạ? Bây giờ thằng hỏi cả nhà một câu này. Anh chị có khó chịu nếu một người là người ta nói là anh chị an tâm không lo về giá đi ha, để tiêm thay cho, không đáng bao nhiêu đâu. Xong chốc ra nói giá có cao hay thấp, anh chị có khó chịu không? Anh ơi, cái nốt của anh 10.000,
cái xăng của anh 10.000, cái đinh này 10.000, cái xe 10.000, anh cứ để đây tổng của anh là 500.000. Ví dụ như vậy, anh chị có thích người làm việc như này không? Anh chị thích người làm việc như thế mà tại sao anh chị lại là người không thẳng thắn về giá? Được không? Cả nhà hiểu điều này không? Hãy thẳng thắn về giá. Được không ạ? Gói học của em là 22 triệu. Được không? Bao gồm máy, bao gồm đào tạo, bao gồm một cốt về sản phẩm, bao gồm quyền lợi, bao gồm thương hiệu. Nếu đấy là nếu em đã có chứng chỉ massage hoặc là xoa bóp huyệt rồi. Còn là 25 triệu nếu em chưa có chứng chỉ xoa bóp huyệt đi trị liệu là 25 triệu. Được không ạ? Cái giá đó em còn thắc mắc gì không? Sau khi anh em mình đã trao đổi về điện, về quy trình phát triển. Ok anh. Vậy là em ngày hôm nay em đặt em làm hợp đồng trả hết hay là em trả một nửa? Được không ạ? Hãy thẳng thắn về giá. Cô ơi, đơn hàng của cô khoảng từ 2 đến 4 triệu. Cô có thắc mắc hoặc là cô có băn khoăn gì về tài chính không? Chúng ta nhớ nha. Đừng bao giờ cứ vào đây em làm cho, cứ vào đây em tư vấn cho, sau đó ngại nói về giá. Hoặc là sau khi người ta cầm về rồi, người ta sẽ cảm giác rất là khó chịu nếu ố, á, ôi, thế này, thế kia. Cả nhà đồng ý với Thành điều này nhấn chữ ok. Từ bây giờ phải thẳng thắn về giá. Nếu anh chị thực sự tin tưởng sản phẩm, dịch vụ, rồi cái cơ hội của mình làm cho họ có giá trị hơn nhiều nếu họ bỏ tiền ra. Được không ạ? Tôi luôn thấy là anh chị may mắn. Được không ạ? Nếu hợp tác với DLC, nếu hợp tác với tôi. Đó là sự thật đó nha. Mình sẵn sàng mà mình tin tưởng giúp được người khác. Sẵn sàng khi mua sản phẩm của mình họ được lời hơn. Nên tôi không bao giờ tôi ngại tôi nói về gì. Tôi nói về giá. Được không ạ? Tôi chưa bao giờ tôi ngại tôi nói về giá. Cả nhà đồng ý thành điều này không? Đồng ý nhất chứ ok. Từ ngày nay mình phải thay đổi. Chị ơi, em đo chị thế này nha. Trước đây thì em, trước đây khi em chưa tư vấn sâu về sản phẩm thì khi em đo những cái chương trình như này là 500.000 một lần, đó là sự thật. Từ đo đường, đo huyết áp, đo gút, đo cholesterol, đo gluco, đo lượng tử, đo xe hóa. Trước đây Thành lấy 500.000, Thành sell còn 250.000, đó là sự thật. Nhưng mà đến bây giờ là cái này là em free. Được không ạ? Cả nhà nha, rất là thoải mái. Nên khi mà mình chốt sale, chị ơi cái liệu trình của chị là 2.500.000. Được không ạ? Rồi, chú ý, sau khi mình thẳng thắn về giá rồi thì Thành ở đây Thành không có dặn mọi người nhiều cái chiêu. Được không ạ? Có rất là nhiều cái chiêu để chốt, để gia tăng. Một là anh chị có thể gia tăng sự khan hiếm. Được không? Nhưng kinh nghiệm của Thành đó nha, Thành hay đưa ra cái ưu đãi với Thành này. Nào thì khan hiếm, nào thì đề cao gì đó. Nhưng với Thành này, nếu mà ngày hôm nay cô chốt, ngày hôm nay Thành có bán được một khách hàng online một hộp canxi, thì người ta nói là làm thế nào để ưu đãi không, thì Thành nói là thôi, vì đây là sư cô lấy hai hộp thì con giảm cho cô 10%, con đừng thường Thành không miễn phí ship đâu, nhưng mà sư cô mà lấy hai hộp thì con giảm cho cô 10%, con miễn phí ship cho cô. Thế cô nói là lấy ba hộp thì sao? Thôi nhưng mà với sư cô lấy ba hộp thì con giảm cho cô 20%, nhưng mà cô trả ship. Được không bạn nha? Kinh nghiệm của Thành nha, ưu đãi khuyến mại bằng cách tốt nhất đưa ra ưu đãi thôi. Được không ạ? Ưu đãi thôi. Mọi người có biết như này không? Thành tháng 1 năm vừa rồi là Thành mua con 14 Pro Max này là 43 triệu. 43 triệu. Mọi người biết là gì không ạ? Thành đi từ shop đăng qua FPT, qua Viettel, qua Thế Giới Di Động. Được không ạ? Hầu như tất cả các hệ thống này giá đều bằng nhau. Được không ạ? Và Thành đều nói á, em còn khuyến mại cho anh được cái gì không? Không ở đâu khuyến mại cho cái gì hết. Lúc này vẫn không phải là vấn đề về tiền á, mà mình cần sự thoải mái. Đến và cuối cùng FPT, được không ạ? Tặng cho Thành một cái miếng dán màn hình. Đó, một cái miếng màn hình nhá. Được không ạ? Vậy ưu đãi đúng với cái này đấy. Được không ạ? Thì anh chị có thể lên ưu đãi, anh chị kinh nghiệm của Thành ưu đãi đừng có giảm quá nhiều. Ưu đãi thì lên có ngày. Đó. Nếu mà anh chị chốt trong 7 ngày ha, 7 ngày thì em sẵn sàng tặng cho anh cái vali. Được không ạ? Nếu mà anh mua 2 hộp em sẵn sàng giảm cho anh 10%. Và anh gì? Và giảm ship cho anh luôn nếu anh lấy gì ạ? Lấy 2 hộp.
Đó, thoải mái luôn. Nếu mà ngày hôm nay cháu ký hợp đồng, cô sẵn sàng hỗ trợ cháu cái này 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 này. Đúng không ạ? Kinh nghiệm của Thành chốt sale, Thành rất là đôi khi Thành không có đưa cái sự khan hiếm đâu. Anh ơi anh không mua ngay là hết hàng. Thấy không ạ? Người ta chả cần luôn. Nhưng mà với Thành nha. Vậy Thành hỏi cả nhà một câu này này. Thành hỏi cả nhà một câu này này. Anh chị mua hàng, anh chị có muốn mua của người thẳng thắn và thoải mái không? Anh chị có muốn mua của người thẳng thắn và thoải mái không? Ai cũng muốn hết ạ. Ai cũng muốn hết ạ. Đúng không ạ? Không phải hỏi. Vậy anh chị phải làm một phép tính mà Thành đã chia sẻ rất là nhiều cái bài này trong cái buổi ngày 20 tháng tháng 10 vừa rồi, ở tháng 11 vừa rồi. 19 hơn tim tạo tim. Cái cách Thành bán hàng như này cả nhà này. Anh chị xác định mình chịu thiệt một tí. Khách hàng của mình hơn mình một tí. Đang nghĩa là mình lời 20% người ta phải trả ship. Được không ạ? Anh chị trả ship, anh chị có lỗ không? Không nốt. Đúng không ạ? Anh chị trả ship, anh chị không nốt. Ok, ngày hôm nay chị lấy một sản phẩm, em trả ship cho chị. Chị lấy hai sản phẩm, em chết cho chị 10% luôn. Nó đâu có nốt đâu. Hay anh chị, anh bây giờ tôi nói này, ví dụ như một cái hộp canxi là 1.466.000 đi. Nhiều anh chị giảm còn 1.450.000. Tôi nói thật là anh chị giảm xuống còn 1.400.000. Giảm hơn cái điều anh chị muốn và giảm hơn cái khách hàng mong muốn, có chết không? Tôi hỏi cả nhà anh chị có chết không? Và khách hàng thoải mái không ạ? Đúng không ạ? Đôi khi cái nhà này người ta không phải mua về cái gì hết, mà mua vì sự thoải mái của anh chị. Được không ạ? Thằng này nó không có nghĩ ngợi. Và anh chị hãy nhớ một điều này nha, khách hàng cũng không bao giờ để mình thiệt đâu. Cân nhắc về gửi tiền, gửi ship 20.000, cân nhắc 1-20.000 trong khi người ta bỏ ra vài triệu, bớt 50.000, 100.000 cũng tiếc. Đúng không ạ? Mời cốc cà phê cũng tiếc, quá bình thường. Cả nhà đồng ý với Thành là mình phải là người thẳng thắn và thực sự thoải mái xíu đi cả nhà. Đồng ý những chữ ok. Tôi thấy nhiều anh chị cân đong đo đếm quá mức. Đúng, kinh doanh phải tính toán. Đúng không ạ? Nhưng khách hàng mình không để mình nố là được. Đúng không ạ? Mình đang nghĩ là chia đôi 50-50, nhưng mình nhận lại ít xíu cũng được. Nên anh chị này với Thành nhé, Thành cực kỳ thoải mái, cũng đâu có chết đâu. Nời 5-7, ví dụ một cái thương vụ 20-30 triệu, thêm được 500.000, 1 triệu cũng không có chết. Đúng không ạ? Mà thiếu nó cũng không có chết. Nhưng mà mình được sự thoải mái. Ok chưa? Đồng ý không? Thoải mái đây. Được không? Rồi. Và khi chốt sau khi mà thẳng thắn rồi, thì bắt đầu hướng dẫn hoàn thiện quy trình. Ok chưa? Rồi. Với cái người làm sức khỏe thì anh chị đảm thành 3 bước như sau. Được không? Bước 1. Đúng không ạ? Bước 1. Anh chị phải chuẩn bị cho Thành một cái bút chết. Bút bút chết nha, bút 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 xanh hoặc bút đen. Được không? Anh chị phải ghi cái kết quả sản phẩm cho khách hàng. À, ghi cái cách dùng ha. Ghi bằng 3 thứ cho Thành nha, anh chị chú ý Thành này này. Ví dụ đây là hộp đảo anh Trung mua cho để tăng cân đi. Thì mình ghi cho anh Trung là tăng cân, một là tác dụng này, hai là liều lượng, sáng 1, tối 2, ví dụ thế, sau ăn. Được không? Ví dụ anh Trung mua cho người này là để thải độc, thì mình ghi là thải độc, sáng 1, tối 1, trước ăn 30 phút. Vậy bước 1 cái quy trình là, anh ơi, em hướng dẫn anh cách ghi nha. Được chưa? Số 2, hướng dẫn cách uống và dặn những biểu hiện. Được không? Khi mà khách hàng có thể xảy ra trong quá trình uống. Được không? Nó, chúng ta thường thường nó có 5 biểu hiện thôi. Một là đi phân nóng trong quá trình thay đổi chuyển hóa. Được không? Hai là táo bón, nên mụn nếu mà uống ít nước, một vài sản phẩm nóng. Số 3, nó sẽ đau nhức mỏi lên. Được không ạ? Đau nhức mỏi lên. Số 4, được không ạ? Với những cái sản phẩm mà liên quan đến mờ mắt thì nó sẽ mờ mắt, liên quan ngực nó sẽ hơi tức ngực, liên quan đến thận nó sẽ hơi đi tiểu nhiều. Được không ạ? Và cái thứ 5, một vài anh chị nó sẽ thay đổi xíu, ví dụ như là thay đổi chu kỳ kinh nguyệt gì đó, được không ạ? Thì anh chị phải nói trước với họ. Và cái cuối cùng, để hoàn thiện quy trình, anh chị phải hướng dẫn cái quá trình sau khi mà dùng về để cứu lại như thế nào. Ví dụ, anh chị phải cho em số điện thoại. Ngày mai, ngày kia em sẽ gọi cho anh chị để thay đổi liều lượng, thay đổi cách dùng. Anh chị mua cái máy này về ha.
ngày mai em sẽ qua, em sẽ hướng dẫn, hoặc là khi anh chị đến chỗ này này, đây là phiếu bảo hành này này, nếu có gì trục trặc thì anh chị gì bảo em, được không ạ? Được không ạ? Sau đó anh chị chú ý dùng thành cái nha, khi chốt sale sau khi nói về hỗ trợ bảo hành rồi thì nhiệm vụ của anh chị là gì, kinh nghiệm này này, đây là anh chị ghi câu này vào cho này, ghi 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 nha, sau khi chốt sale xong phải rời, phải dừng, phải rời, phải tạm biệt, phải rời cái cuộc đó sau 3 đến 5 phút cả nhà nha, được không ạ? Có rất là nhiều anh chị sau khi chốt sale rồi lại ngồi nói chuyện, nói dài nói dai, thành nói dài, sau khi người ta mua hàng rồi, cô ơi, được không ạ? Rồi cháu dặn cô như vậy nha, được không ạ? Cô nhớ này này, cô cứ uống như cháu nói nhá, bây giờ cô có thể nói lại cho cháu là cô như là không, được không ạ? Rồi nếu có trục trặc như thế nào, cháu nói với cô là sản phẩm này đã bóc ra rồi là không có trả được, cùng lắm là cháu sẽ đổi cho thôi, và ngày mai cháu sẽ hướng dẫn cho cô uống như này nha, đây là số điện thoại của cháu, được không ạ? Cô ơi, bây giờ cháu đã có cuộc hẹn khác rồi nha, thì khoảng tầm 5 phút nữa thì cháu sẽ tạm biệt cô để cháu gặp các cô kia, hoặc là cháu sẽ điều trị cho khách hàng khác, có gì thì cô nhớ liên hệ với cháu nha, đừng ngồi đó nói dài nói dai, thành nói dài, phải tạm dừng cuộc đó, coi như mình đang rất là bận, coi như là mình gì mình làm việc khác, được không ạ? Còn nếu nói chuyện thì không có lên, khi đã chốt cuộc hẹn rồi, được không ạ? Khi đã xong rồi thì anh chị không có nói nhiều quá, nói nhiều quá đôi khi anh chị bí từ á, nó ra vấn đề. Thì đây là ta hoàn thiện xong cái quy trình chốt sale, cả nhà nắm rõ, cả nhà anh chị ok rồi. Thành dừng lại ở đây 3 phút, nó chỉ có vậy thôi cả nhà, với Thành chốt nó hoàn toàn đơn giản, không có gì khó, được không ạ? Trong quá trình chốt nếu ta làm việc